Triệt phá băng nhóm xã hội đen do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, cầm đầu, công an khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ với tổng cộng 15 bị can. Thông tin này được Bộ Công an đề cập trong báo cáo gửi đến Quốc hội trước kỳ họp thứ 9 sắp diễn ra với việc quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn. Bộ Công an đánh giá trật tự, an toàn xã hội đã có chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế, không để lộng hành, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra làm rõ. Đề cập đến việc xử lý các nhóm siết nợ, đòi nợ thuê có tính chất xã hội đen, bảo kê, Bộ Công an cho biết tỷ lệ điều tra, khởi tố vụ án và bị can liên quan đến nhóm này đã tăng lên đáng kể so với trước đây. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019, cơ quan công an đã khởi tố 214 vụ, 597 bị can. Nhưng riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã khởi tố 205 vụ, 382 bị can. Dẫn chứng điển hình cho loại tội phạm này, Bộ Công an nhắc đến vụ Đường Nhuệ ở Thái Bình. Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm xã hội đen do vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cầm đầu, từ đó khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can với các tội danh cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Về tội phạm ma túy, Bộ đã chỉ đạo Công an các địa phương đấu tranh, trấn áp các tuyến, địa bàn trọng điểm, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp. Cơ quan Công an đã phát hiện, bắt giữ hơn 9.000 vụ, tăng 6,96% so với cùng kỳ năm 2019, 12.620 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 180 kg heroin, 1,8 tấn và gần 784.000 viên ma túy tổng hợp, 614 kg thuốc viện và 113 kg cần sa. Tuy nhiên, trong báo cáo này, Bộ Công an nhận định tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp, nhất là tuyến Tây Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam và các thành phố lớn. Tình trạng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar, karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương. Cũng trong báo cáo gửi đến Quốc hội, Bộ Công an nhắc đến con số đáng lo ngại khi tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là lực lượng công an còn diễn biến phức tạp. Số vụ chống lại lực lượng công an tăng 306% so với cùng kỳ, làm 11 chiến sĩ hy sinh, 66 người bị thương, 10 người khác bị phơi nhiễm HIV. Trong khi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, nhất là những thành phố lớn, các địa bàn chiến lược còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội để tuyên truyền, kích động biểu tình, gây mất an ninh trật tự. Phạm pháp hình sự vẫn diễn biến phức tạp, có lúc, có nơi gây bức xúc dư luận như hoạt động tội phạm liên quan đến tín dụng đen, giết người, cướp tài sản, cướp ngân hàng, tội phạm xâm hại trẻ em. Người nghiện ma túy ở ngoài xã hội còn nhiều là nguyên nhân, điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong khi tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, cháy, nổ vẫn còn diễn biến phức tạp. Bộ Công an nhấn mạnh đây là những vấn đề cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Những ngày này, thông tin Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai vợ chồng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương, Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nghệ, ở 336 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và bốn đồng phạm về tội cố ý gây thương tích đang được dư luận quan tâm, đánh giá rất cao, ghi nhận những chiến công bước đầu của lực lượng công an nhân dân, công an tỉnh Thái Bình. Điều đáng nói là từ vụ việc này, dư luận đang mong chờ cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hàng loạt các hành vi có dấu hiệu phạm pháp khác của cặp vợ chồng đại gia này như cho vay nặng lãi, bảo kê, mua bán bất động sản không minh bạch, vốn gây bức xúc cho người dân tỉnh Thái Bình nhiều năm qua. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết, đấu tranh với tội phạm là công việc của ngành công an, nên khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã có chỉ đạo ngay và liên tục đối với Công an tỉnh Thái Bình. Vụ án đang trong quá trình điều tra, lực lượng công an đang tập trung khẩn trương điều tra theo quy định của pháp luật. Về câu hỏi phóng viên đặt ra là liệu có vấn đề bảo kê, chống lưng cho băng nhóm Đường Nghĩa hay không, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, sự việc đang được điều tra, nếu có tình trạng này sẽ phải xử lý ngay. Người dân có thể đặt ra rất nhiều tình huống, nhưng tất cả đều phải làm việc điều tra theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng công an đang trực tiếp điều tra, các vụ án cần phải chấp hành các quy định trong quá trình điều tra để ngăn chặn tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân để làm sao giảm được tội phạm trong xã hội. Đối với vụ việc đã xảy ra thì phải khẩn trương đấu tranh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu. Trước đó, về vụ việc này, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cũng đã cho biết vụ án đang trong quá trình điều tra, đặc biệt hai đối tượng trong băng nhóm này rất cộng cán, đàn em của chúng ở bên ngoài còn rất nhiều nên lực lượng công an phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ phức tạp.
lực lượng công an tỉnh Thái Bình đang tập trung củng cố các chứng cứ liên quan đến vụ việc gây thương tích. Bắt tất cả những trường hợp có liên quan đến vụ việc, còn những vấn đề, vụ việc khác thì sẽ tiếp tục nghiên cứu sau. Vụ việc được phát hiện qua đơn thư tố giác của người bị hại, nhưng thực tế, chúng tôi đã có chủ trương, sự chủ động xử lý từ trước, một vị lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình chia sẻ. Còn về việc liệu có cán bộ chống lưng, bảo kê cho băng nhóm này hay không, lãnh đạo công an cho hay, hiện lực lượng công an đang tích cực với tinh thần là làm kiên quyết, đúng pháp luật, tội đến đâu sẽ xử đến đấy, và chắc chắn sẽ không có ai can thiệp được việc này. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an chia sẻ, việc một số các quan chức tỉnh, lãnh đạo các bộ ngành bảo kê cho doanh nhân, công ty tư nhân trong các hoạt động làm ăn, kinh doanh là không hiếm. Bởi nếu không có quan chức bảo lãnh thì ai dám ngông nghênh. Trên thực tế, một số vụ việc có tính chất bảo kê cũng được đem ra xử lý. Gần đây nhất là vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ có sự bảo kê của ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Còn đối với băng nhóm Đường Nhuệ, tôi đặt câu hỏi là tại sao những nhân vật này hoạt động công khai như cho vay nặng lãi, bảo kê, mua bán bất động sản không minh bạch trong thời gian lâu như vậy mà không bị xử lý sớm. Theo tôi, vụ việc xảy ra trên địa bàn quận huyện hoặc tỉnh thì phải xác định rõ trách nhiệm của những người đứng đầu. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình phải có trách nhiệm chỉ đạo cấp dưới xem xét và xử lý ngay việc này.